Vâng, xin chào các quý vị và các quý khách đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Hải Phòng của trang web xedaphaiphong.com của chúng tôi ngày hôm nay. Như các quý vị có đã biết thì cửa hàng chúng tôi trong khoảng 45 năm trở lại đây thì bán rất là nhiều dòng xe đạp Nhật bãi, nhưng chủ yếu là dòng touring và dòng touring thôi. Và một số quý khách thì có hỏi một số dòng road mà bên Nhật. Thì trong thời gian gần đây thì cửa hàng cũng đang tiến hành nhập về một số dòng xe road đã qua sử dụng tại thị trường Nhật, và là hàng trung cấp, sắp tới có thể tiến lên cao cấp. Thì trong video này mình sẽ làm một cái live stream video giới thiệu với các quý vị và các bạn một cái chiếc xe đạp road thuộc dòng gọi là trung cấp, có thể là cận cao cấp. Đó là cái dòng road mà hiệu Galo sử dụng, cái group Shimano Sora. Như các bạn biết thì Shimano Sora thì cũng không phải là dạng thấp cấp. Nó trên Tourlay, nó trên Classic, nó trên Shimano 2300. Và nó trên Classic nữa, tức là nó là dòng Sora, và là đây là dòng Sora đời mới, tức là dòng Sora đùi trục rỗng. Thì không để quý vị và các bạn phải đợi lâu, bây giờ mình sẽ đổi camera để chúng ta cùng trải nghiệm cái chiếc xe này có cấu tạo và hình dáng như thế nào. Vâng, và bây giờ ở trong khung hình đây thì các quý vị đang nhìn thấy cái chiếc xe đạp là hiệu Galo. Xe này là đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Đấy, nó là dòng xe road, khung nhôm, càng nhôm. Này thì cao cấp rồi. Mình đi kiếm cái thước. Kiếm cái thước nhé. Kiếm cái thước và đo xem cái size này là bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ đo kiếm cái thước rồi. Mình sẽ đo ra mà cái size của là xe này là bao nhiêu nhá. Đây, size của xe đua hay là xe thể thao nói chung, người ta sẽ tính bằng tâm cái trục đạp này. Cho lên đến khóa yên. Vâng. Như quý vị có thể thấy, đây là cái size của cái chiếc xe này là size 53. Size 53. Và khoảng cách từ cái tâm của cái cổ phốt này này. Tâm của cổ phốt này đến tâm của cọc yên là cũng là khoảng 53 54 cm luôn. Vâng. Còn từ cái tay cầm này, từ cái phía tay cầm lắc này đến cọc yên thì nó vào khoảng 66 cm. Xe này là thuộc vào rộng là size cao cao rồi đấy. Xe này chỉ phù hợp với những người trên 1m7 đấy nhá. 1m68 thì đi hơi với, trên 1m7 thôi, 1m7 đến 1m8 thì đi vừa nhá quý khách nhá. Xe khung nhôm cao cấp rồi, không cần riêng giờ dòng đua mà đã giá là 10 triệu thì đương nhiên là cao cấp. Đây, quý vị có thể thấy là cái tem mác này đã qua sử dụng tại thị trường Nhật, hiệu là hiệu Galo. Ở đây nó có tem này, size 53, cổ phốt cao 591. Đằng trước thì chúng ta có thể thấy là trang bị một cái bộ đùi là trục rỗng của Shimano Sora. Hiệu Sora này là hiệu cao cấp rồi đấy. Là trên Shimano Tourlay, trên Shimano 2300. Cao cấp hơn cả Shimano Classic. Đó là Shimano Sora, và Sora này là Sora đời mới, trục rỗng nha các bạn. Đây là gạt đĩa Sora luôn này, nguyên bộ luôn, đè Sora luôn này. Vâng. Và đi kèm với đó là lip 9 tầng. Lip 8 tầng. Và xe này thì có đùi 2 tầng Sora. Đằng này là đùi trục rỗng nhá. Đây, trục rỗng này các bạn. Trục rỗng. Cốt rỗng luôn. Bạc, bi bạc là chính hãng hết. Nói chung là dòng xe này là bi bạc chính hãng hết, không có
Nai đồi. Đó, các bạn có thể thấy Shimano Malaysia này, Shimano Sora luôn. Kiếm nhôm, càng nhôm, tay lắc Sora. Tay lắc Sora. Đi kèm với đó thì xe được trang bị một cái cặp vành nguyên cặp của Shimano, đó là Shimano R500. Cặp vành này thì quá nổi tiếng đối với xe bãi rồi, rất là phổ biến với xe đạp dòng touring, lai đua hoặc là dòng đua. Dòng touring cao cấp nó cũng trang bị rất là nhiều cái vành R500 này, Shimano R500. Quý vị có thể tất cả các thông tin quý vị có thể Google lốp Michelin. Khung nhôm dáng rất là đẹp. Đằng trước cũng là Shimano gió 500, vành nguyên cặp của hiệu Shimano, rất bền, rất xịn. Nói chung là chiếc xe này khá là nguyên bản. Tay lắc chuyển số. Mọi người mà đã đi dừng xe dòng xe đua này thì biết là tay lắc Sora rồi, thì mình cũng không hướng dẫn sử dụng đấy ở những cái video sau vậy. Nước sơn mình đánh giá là nước sơn con chiếc này là rất là đẹp, gần như là không có xước nhiều, một vài chỗ rất là đẹp luôn, không xước, không có vết xước nào gọi là quá là to cả. Giá bán của chiếc xe này tại cửa hàng xe đạp hải phòng.com của chúng tôi là được bán với giá là 10 triệu. Chiếc xe này mình xin nhắc lại là size 53, phù hợp với những người cao từ 1m7 trở lên đến 1m8. Trên 1m8 cũng đi rất là tốt, nói chung là size cao trên 1m7 mới đi được, dưới 1m7 đi hơi với, hoặc có thể thay thành sang tay ngang để đi thôi, size cao đó. Và được bán tại cửa hàng với giá là 10 triệu đồng. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại Zalo 0975 709 943 để được tư vấn về bảo hành của chiếc xe và những cái phụ kiện đi kèm và chế độ bảo hành như nào. Hoặc các quý vị ở các tỉnh xa thì nhận xe như thế nào, phương thức giao xe hàng, giao hàng ra sao, thì quý vị có thể tất cả các câu hỏi liên quan về chiếc xe này hay nói chung là các cái dòng xe khác, quý vị có thể inbox Zalo cho chúng tôi qua số điện thoại 0975 709 943, không cần điện quý vị nhá. Bởi vì một ngày chúng tôi nghe rất là nhiều cuộc điện, cửa hàng nghe rất là nhiều cuộc điện, nên là quý vị cứ nhắn tin qua Zalo luôn, bởi vì là còn phải là gửi hình ảnh rồi gọi video, tất cả bây giờ làm việc trên Zalo. Quý vị hãy nhắn Zalo cho chúng tôi qua số điện thoại 0975 709 943. Vâng, và đây là cái địa chỉ cửa hàng, đây là bản đồ. Ngoài ra chúng tôi còn có rất nhiều các cái xe khác mà đang chưa có thời gian để mà làm video gửi đến các quý vị, thì mong quý vị thông cảm. Quý vị muốn cập nhật những cái xe mới nhất hoặc là có những câu hỏi gì thì hãy ấn kết bạn. Quý vị hãy ấn kết bạn với chúng tôi ở trên Facebook qua tài khoản Facebook xe đạp Hải Phòng. Còn nếu quý vị đang xem trở trên YouTube thì hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh để quý vị là những người đầu tiên mà được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có video mới up lên kênh. Vâng, và nếu quý vị có quan tâm, có câu hỏi gì thì hãy inbox chúng tôi qua số Zalo 0975 709943. Vâng, và đến đây thì mình xin kết thúc cái video live stream review cái xe đạp Road hiệu Galo này. Xe đạp này được bán tại cửa hàng với giá là 10 triệu đồng. Quý vị quan tâm hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại Zalo. Hẹn gặp lại các quý vị trong những video lần sau. Xin chào các anh chị. Xin chào.
Xin hẹn gặp lại các anh chị đang xem video livestream của em ở trên Facebook. Hẹn gặp lại các anh chị. Các anh chị trong những video lần sau. Xin chào. Xin hẹn gặp lại các quý vị trong những video lần sau. Xin chào.